Rita backup. Đó, chọn cái 5S. Rồi bấm Restart. Rồi ta backup từ cái iOS cao qua iOS thấp, khác máy luôn. Các bạn thấy nó ghê không? Là backup bị lỗi nè. Thì bạn phải là update cái iPhone 6 á, là phiên bản cao hơn cái bản mà backup nha. Thì giờ mình hướng dẫn các bạn á. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình lên video này mình thấy nó khá là hay ha. Mình chia sẻ cho những bạn nào chưa biết. Thì trên tay mình đang là có cái con iPhone 5S mà cái iOS cao nhất nè, iOS khá là cao. Hiện tại là 12.5.7 ha. Rồi cái con này là iPhone 6 thường. iOS nó là thấp hơn. iOS nó chỉ có 15.5.5 thôi. Các bạn coi kỹ nha. iOS 15.5.5 nè. Mà thường thường mình backup á, backup những cái dữ liệu data á, là thường thường á, là mình phải backup cái iOS thấp mình mới restore backup qua cái máy iOS cao được nha các bạn. Các bạn để ý nè. Này 5S 12.5.7. Cái con này thì mình đã backup rồi ha. Đã backup lại rồi nè. Trước khi backup á, cái con này mình đã backup lại rồi nè. Đó, nó có lưu cái file backup nè. Trước khi backup thì mình nhớ ốp cái tìm iPhone nha các bạn. Rồi cái con này mình backup rồi ha. Chút nữa mình đập cái file backup á, đó nó qua là cái con 6 này, các bạn coi thử nó được không nha. Thì 6 này nó là vẹt sinh, hiện tại nó thấp hơn cái con 5S nè. Nó thấp hơn. Mà thường thường á, mình backup là backup từ cái file backup á, nó phải thấp hơn hoặc bằng của cái máy mà cần backup nha các bạn. Đó, cái con này iPhone 6 12.5.5. Thì giờ mình mở lên, mình backup cái file backup của con 5S nãy á. iOS cao hơn nó, coi thử mà nó có restore backup được không. Rồi bấm restore backup nè. Restore backup. Đó, chọn cái 5S. Rồi bấm restore. Restore backup từ cái iOS cao qua iOS thấp, khác máy luôn. Các bạn thấy nó ghê không? Là backup bị lỗi nè. Thì bạn phải là update cái iPhone 6 á, là phiên bản cao hơn cái bản mà backup nha. Thì giờ mình hướng dẫn các bạn á, là mình lấy cái file backup từ cái iOS cao á qua cái máy mà iOS thấp ha, khác máy luôn nha các bạn. Mình mở OC lên, cái đường dẫn là nó nằm trong app data nè, cái mấy cái thư mục ẩn hay bị ẩn á, các bạn chọn giống mình á, là mình phải mở được mấy cái thư mục ẩn lên ha. Cái đường dẫn á là OC user data nè, rồi cái tên user của các bạn, app data rubmin, rồi các bạn theo cái đường dẫn các bạn mở lên file backup của nó nè, con 5S nè, file mới nhất. Rồi các bạn rê xuống dưới, các bạn mở file backup lên, trong này nó có một cái file info .blit á, thì các bạn để chờ mình xíu, mình kéo lên cao cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi cái này sao nó hiện lộn xộn quá vậy ta. Chờ xíu các bạn, chờ xíu để mình kéo lên cao á. Thù mình mở nhiều tab quá, nhìn nó bị chồng lên nhau các bạn, khó thấy quá, các bạn đợi xíu nha. Đó, mình kéo lên cao nè. Rồi mình mở cái này, mở bằng Notepad, các bạn mở Open With nè, Notepad mở lên. Đó, trong này nó có những cái dòng lệnh, cái câu lệnh nha các bạn. Cái này nếu mà các bạn chuyên về code á thì mình đọc được ha. Thì mình bấm vô tìm nè. Các bạn bấm phím tắt cũng được ha, Ctrl F, không các bạn bấm vô file mở nè. Mình gõ chữ là vẹt sinh. Rồi mình tìm nó các bạn. Mình tìm ha. Không được thì các bạn tìm. Thường thường là vẹt sinh nó nằm phía dưới á, các bạn đọc kỹ nha. Vẹt sinh là Enter nè. Cái chỗ này là nó báo cái gì đây? Được rồi. Device name á, cái phần device name á là cái tên của cái máy mà mình muốn đặt gì đặt nha các bạn. 12.5.7 nè. Cái đây là file backup của cái con 5S nãy ha, mình giới thiệu ha. Rồi các bạn bấm tìm cái dưới nè, cái này là product name nè. Các bạn để ý cái khúc này cho mình nha, product name nè, có nghĩa là cái tên máy á, cái đời máy á. Ví dụ 5S là phải 5S, 6 là 6, không có sửa được nha các bạn. Bây giờ mình sửa, mình cần sửa là mình coi cái iPhone 6 này cái mã gì. Thì iPhone 7.2, còn cái con này là 5S là 6.1. Mình đổi thành 7.2. Đổi thành con iPhone 6 luôn. Rồi 7.2. Rồi mình coi cái con này 12.5.5 nè. Mình qua đây 12.5.7, mình sửa lại thành 12.5.5. Các bạn sửa kỹ nha.
Rồi trên này là nó ghi iPhone 5S thì mình sửa lại luôn. Mình xóa iPhone 5S. Mình sửa lại thành là iPhone 6. Sửa lại iPhone 6, có nghĩa là cái file backup này nè là từ iPhone 5S phiên bản cao, mình sửa lại là theo cái phiên bản của cái con máy mà mình cần backup á, là phiên bản thấp. Đó, sửa xong các bạn kiểm tra kỹ nha, mình để ý mấy cái này nè. Coi kiểm tra lại lần cuối đúng chưa? iPhone 6 12.5.5. Mẹ nó là 7.2. Rồi các bạn save lại. Các bạn lưu lại ha. Lưu lại cái file info.lit này các bạn. Bấm save lại. Save rồi lại rồi các bạn đóng rồi các bạn mở lại một lần nữa, mình kiểm tra kỹ lại một lần ha, chứ để nó lộn là chút nữa mình backup nó bị lỗi. Cái này dành cho những cái máy nào mà mình cần backup những cái máy cũ á, cái phiên bản cao á, mà cái máy mình không cần nâng cấp á, thì các bạn vẫn backup bình thường nha. Các bạn cứ đổi đời máy á, làm như mình á, là backup bình thường các bạn. Backup cái restore cái file backup ok. Rồi bây giờ mình rút cái iPhone ra nè, ghim vô lại. Đó, giờ mình sửa lại cái file backup của con 5S, cái phiên bản cao rồi. Sửa theo cái con iPhone 6 đang ghim vô máy tính nè. Đó, rồi các bạn bấm restore backup. Coi thử nó chạy được không ha. Restore cái phiên bản nãy 12.5.7 á, qua cái con 12.5.5. Rồi để cho con nó chạy được các bạn. Ô, ngon lành các bạn ơi, ngon lành nè. Nó đang chạy ngọt ngào nè, nó đang tiến hành khôi phục nè. Đó các bạn thấy không, mình sửa theo cách này thì là mình restore cái file backup từ cái vệ sinh cao á, rồi nó qua cái máy vệ sinh thấp được ha. Thì các bạn nào gặp những cái con máy mà khách có nhu cầu giống như không có cần nâng cấp cái đời máy á, thấy xài ổn á, thì các bạn làm như mình á, thì mình restore file backup được ha. Rồi tùy theo cái file backup mình nhiều hay ít á, thì cái tốc độ hoặc là cái thời gian chờ lâu hay mau nha các bạn. Rồi mình đợi nó restore lên, nó restore cái file backup lại á, rồi mình coi thử giống như là EC các bạn, cái vị trí icon đồ này kia, hình ảnh app đồ này kia nhập ID Apple là giống nhau luôn, rất là tiện lợi ha. Mình làm xong giống như hai cái máy giống như là anh em sinh đôi vậy các bạn, nó không có khác gì hết, hình nền cài sao nó vậy luôn, qua hầu như là full. Rồi mình đợi cái máy nó khởi động lên á, rồi mình kiểm tra ha. Thì các bạn gặp những cái máy như vậy á, thì thường thường là các bạn cứ nâng cấp cái máy mới á, nó phải là phiên bản băng nạp cao hơn cái iOS cũ á, thì nó khá là mất thời gian ha. Mình làm cái cách này á, cũng thấy hay á, nên mình lên video chia sẻ cho những anh em nào chưa biết. Còn anh em nào biết rồi á, thì bỏ qua cái video này ha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.